Chào mừng bạn đến với Quảng Ninh, vùng đất của những điều kỳ diệu. Nơi bầu trời, mặt đất và bờ biển với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ khiến bạn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thần tiên mà tạo hóa ban tặng. Yên Tử linh thiêng huyền bí, chứa đựng trong mình tinh thần bất diệt của dân tộc. Là nơi khởi phát phái thiền Trúc Lâm, mang bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam. Vùng đất của những con người hiền hòa, mến khách, cần cù lao động và sáng tạo trong xây dựng quê hương. Nơi hội tụ trí tuệ và lan tỏa lợi ích. Điểm đến của sự thành công và thịnh vượng. Quảng Ninh, hội tụ và lan tỏa. Được ví như một Việt Nam thu nhỏ, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển kinh tế xã hội toàn diện với vị trí chiến lược quan trọng là đầu tàu kinh tế của cả nước và giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tỉnh duy nhất có đường biên giới trên đất liền và trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, giữ vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế, hai hành lang, một vành đai, Việt Nam, Trung Quốc. Đến với Quảng Ninh là bạn đến với cửa ngõ thông thương quốc tế của Việt Nam với khu vực và thế giới. Với tầm nhìn chiến lược, nhất quán về đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh, Quảng Ninh đã hợp tác với nhiều tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới để xây dựng 7 quy hoạch chiến lược nhằm tạo ra những bước đột phá trong tiến trình hội nhập và phát triển. Quyết tâm đổi mới, thu hút đầu tư được triển khai đồng bộ và quyết liệt, tỉnh đã chủ động đề xuất các mô hình kinh tế mới có tính đột phá như khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu kinh tế ven biển Quảng Yên với các cơ chế, chính sách đặc thù, cạnh tranh quốc tế ở mức độ cao. Hệ thống khu công nghiệp cũng được gấp rút xây dựng, hoàn thiện hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của các nhà đầu tư. Hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai như cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, để sớm hoàn thiện trục giao thông huyết mạch chiến lược Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Khi các dự án này hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông đáng kể, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và kết nối Quảng Ninh với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước cũng như các quốc gia trong khu vực và thế giới. Ngày 28 tháng 4 năm 2018, sau gần 3 năm tổ chức thi công, cầu Bạch Đằng chính thức hợp long, nối liền hai bờ dòng sông lịch sử Bạch Đằng. Đây là mốc đánh dấu giai đoạn hoàn thành thi công các hạng mục kết cấu chính của cầu để chuyển sang các hạng mục hoàn thiện. Qua đó, khẳng định thành công của tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo đột phá về kết cấu hạ tầng. Luôn tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hành lang pháp lý, Quảng Ninh đã tạo lập được hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn với các cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhận được sự đánh giá phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Quảng Ninh luôn nằm trong top 5. Đặc biệt, năm 2017, PCI Quảng Ninh đã vươn lên vị trí số 1 toàn quốc, đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2017 lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu trong 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nằm trong 5 tỉnh dẫn đầu. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2017 tăng 30 bậc so với năm 2016. Đây là minh chứng rõ ràng nhất góp phần định vị niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp về Quảng Ninh, một tỉnh năng động, tiên phong và sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, điểm đến đầu tư thân thiện và hấp dẫn nhất Việt Nam. Được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào, đa dạng, Quảng Ninh là trung tâm lớn của Việt Nam về tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng, đặc biệt trữ lượng than đá chiếm hơn 90% cả nước và lớn nhất Đông Nam Á. Quảng Ninh hiện là trung tâm nhiệt điện lớn nhất toàn quốc. Với hơn 250 km đường biển, Quảng Ninh hiện là một trong 4 ngư trường lớn nhất Việt Nam với nguồn hải sản giá trị kinh tế cao,
sản lượng dồi dào. Sự nổi trội về cảnh quan thiên nhiên giúp Quảng Ninh có thế mạnh về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, với định hướng xây dựng và phát triển một nền công nghiệp không khói vươn tầm quốc tế. Trong đó, với những giá trị đặc sắc về cảnh quan, địa chất, đa dạng sinh học và đặc trưng văn hóa, Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới và được bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, một trong những điểm du lịch tuyệt vời, hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Đến với Hạ Long để thưởng thức vẻ đẹp lung linh huyền ảo, duyên dáng mộng mơ, thiên đường của bầu trời, mặt nước cùng sự bí ẩn dưới lòng biển bao la. Là nơi hội tụ, giao thoa của nền văn minh sông Hồng, nơi sinh sống của 22 dân tộc anh em, mảnh đất này lưu giữ trong mình những di sản văn hóa tinh thần vô giá, phong phú mà đậm đà bản sắc dân tộc, minh chứng cho sức sống mãnh liệt tự ngàn đời. Hướng tới một nền kinh tế năng động và toàn diện, Quảng Ninh đang tích cực đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao. Con người Quảng Ninh có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân vùng mỏ, với di sản tinh thần vô giá, kỷ luật và đồng tâm. Chính nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, đam mê và giàu kinh nghiệm ấy đang được chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên nghiệp để cùng bạn đi tới thành công. Luôn mong muốn mang lại cho bạn những trải nghiệm về một cuộc sống đúng như mong đợi, Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, quy mô và đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống yên bình. Một nhịp sống sôi động, nơi những giá trị nhân văn được đề cao và coi trọng. Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi. Quảng Ninh cam kết sẽ đồng hành một cách sâu sắc và toàn diện, đảm bảo an toàn, an ninh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh thành công. Đến với Quảng Ninh, bạn sẽ hòa mình vào sự phát triển mạnh mẽ, thần kỳ của một trung tâm kinh tế lớn đang vươn mình hội nhập cùng thế giới. Bạn sẽ cảm nhận được sức sống mãnh liệt của vùng đất này, cảm nhận giá trị và tâm hồn của con người nơi đây, nơi cho bạn những cảm xúc mãnh liệt mà vững chãi, yên bình mà mạnh mẽ, khiến bạn yêu thương, tiếp bước cho bạn thành công. Quảng Ninh, hội tụ và lan tỏa.